Hôm nay mình sẽ làm một cái clip về cách xông mặt nhé, rất là tốt, hiệu quả để cho da chúng ta nó sạch ấy, và hỗ trợ điều trị mụn này, và giúp da trắng sáng này, và se khít lỗ chân lông ấy, bằng những cái thảo dược hay là những cái loại rau chung quanh vườn của nhà chúng ta. Đây có tía tô này, kinh giới này, ngải cứu này, chanh này, và một thìa cà phê muối. Mỗi thứ các bạn dùng một nắm nhỏ nhé, khoảng 15 đến 20 gram, có thể hơn cũng được, không ảnh hưởng gì. Và chúng ta sẽ nhặt những lá sâu, lá úa đi và rửa thật sạch lại và mang đi đun với khoảng 1 lít nước ấy. Với kinh giới thì nó có tác dụng là với cái lá kinh giới này, nó sẽ làm cho thông thoáng lỗ chân lông và điều trị các cái bệnh về da với cái lá kinh giới này. Còn với cái tía tô ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tía tô để giúp cho cái thải độc ấy, nó giúp thải độc rất là tốt. Và với ngải cứu thì nó sẽ giúp chúng ta rất là hiệu quả từ ngải cứu. Chanh thì muối thì để sát khuẩn, và chanh cũng vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành làm nhé, đi rửa thật sạch và nhặt hết những cái lá úa đi nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nhặt những cái lá sâu, lá hỏng, lá úa và đi rửa thật sạch lại, và chuẩn bị 1 lít nước để chúng ta mang nấu nhé. Nấu lên sau đó mới khi mà bắt khỏi bếp thì mình mới vắt chanh vào nhé, nấu cùng với thìa muối này để đi rửa thật sạch. Cho thì cà phê muối vào. Và các bạn lưu ý là trước khi xông mặt ấy, thì mình sẽ phải rửa mặt thật sạch nhé, bằng nước rửa mặt đấy, để cho lỗ chân lông của chúng ta nó nở ra, nó giãn ra, để khi mà chúng ta nó không bị bụi bẩn ấy, thì khi mà mình xông này thì những cái thành phần trong cái cây cỏ thảo dược này ấy, nó sẽ bốc lên, hơi lên vào mà bám vào hết các cái phần lỗ chân lông của chúng ta, để cho nó sạch hơn và kháng khuẩn hơn, và giúp cho điều trị mụn và làm trắng da, sáng da ấy. Và nhớ là trước khi xông thì các bạn phải để cho cái nước này nó nguội một chút xíu nhé, để cho mình đảm bảo là khi mình xông ấy, nó không bị bỏng ấy. Thì khi xông như này là mình sẽ phải lấy một cái khăn mình chùm đầu mình vào, và để cho cái hơi nước này nó bốc lên, nhưng mà bốc ở cái mức độ vừa phải thôi, không nỗi nóng quá thì làm cho da chúng ta sẽ bị bỏng ấy. Và trước khi mình xông thì mình sẽ bắt nước cốt của nửa quả chanh. Quả chanh này to thì mình dùng nửa quả, còn quả chanh nào nhỏ thì các bạn dùng cả quả nhé. Và bề đun cho nó sủi sủi, sau đó các bạn cho nhỏ lửa bớt, và các bạn đun khoảng 5 phút nhé, để cho những cái tinh chất ở trong những cái rau này nó sẽ ra hết. Hôm nào mình sẽ chia sẻ cách nữa là cách là dùng với chanh, sả và gừng và một chút xíu muối. Và những cái rau củ quả trong vườn nhà chúng ta thôi. Các bạn nhớ xem hết video nhé, vì khi vừa làm mình vừa nói ấy, thì có những cái đoạn mà các bạn chưa nghe thấy thì các bạn nghe. Và một tuần thì mình cũng chỉ cần làm 1 đến 2 lần thôi, không cần phải làm nhiều nữa. Lưu ý là trước khi xông là phải để cho cái nước nó nguội bớt ấy, và chúng ta phải rửa mặt thật sạch bằng nước rửa mặt trước, để cho nó sạch bụi bẩn, thì khi mà mình xông ấy thì nó đạt được cái hiệu quả tối ưu ấy. Đợi nó sủi lên là cho bạn lửa nhỏ nhé, và đun khoảng 1 phút nữa. Tía tô, kinh giới, ngải cứu, quả chanh và một chút xíu muối là một cái công thức hoàn hảo để cho chúng ta vừa hỗ trợ điều trị mụn, lại vừa giúp cho da trắng sáng tự nhiên ấy. Khi nước nó sôi này rồi, các bạn cho nhỏ lửa bớt và đun cho mình khoảng 5 phút nhé, để có những cái chất ở trong này nó ra hết. Tắt bếp thì mình mới cho nửa quả chanh hoặc là một quả chanh vào nhé, cho cả vỏ vào. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp nhé, khoảng được 5 phút rồi, vắt quả chanh vào, cho cả vỏ vào này. Các bạn để nó nguội một chút nhé, mùi rất là thơm rồi.
để vì là mình trùm khăn ấy để cho cái hơi nước này nó bốc vào mặt mình ấy, và trước khi mình xong thì mình cũng phải rửa mặt bằng bằng nước rửa mặt nhé. Và lưu ý là khi xông xong thì các bạn nhớ là dùng nước lạnh các bạn rửa vào mặt để cho nó se khít lỗ chân lông của chúng ta nhé. Và bây giờ khi mà nước nó nguội bớt rồi, khoảng mấy phút nước nó nguội bớt ấy, thì các bạn lấy một cái khăn khăn các bạn chùm đầu các bạn vào. Nếu bạn nào mà cảm thấy nó khó thở đấy, chùm kín quá thì các bạn để nó không kín quá nhé, và cái nước nó không được nóng quá nhé, không là chúng ta sẽ bị bỏng ấy, chúng ta sẽ bị bỏng ấy. Thế nên các bạn để cho cái nước của chúng ta nó vừa phải thôi nhé, này vẫn hơi nóng ấy, để khoảng 5 phút cho nó, hoặc là nhiều hơn ấy, tùy. Để và chúng ta sẽ chùm khăn vào để chúng ta xông nhé. Xông xong khi mà các bạn xông các bạn cảm thấy sảng khoái rồi thì các bạn đi rửa mặt bằng nước lạnh nhé, hoặc là lấy ít đá các bạn lăn qua lên trên mặt để cho mặt da mặt chúng ta là se khít lỗ chân lông, nó căng nó mát mát đấy. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.